Nam em bật khóc thừa nhận không dám về quê ăn Tết, lý do vì sao và thông tin nợ 4 tỷ là thật. Thời gian gần đây, nam em thường xuyên mở sóng livestream để trò chuyện với người hâm mộ. Trong một buổi chia sẻ trước thềm Tết đến, người đẹp bật khóc tâm sự, cô nhớ nhà nhưng không đủ can đảm để trở về quê hương sau khoảng thời gian đối mặt với sóng gió. Cụ thể, trong buổi trò chuyện, nam em đã khóc nức nở. Chị nhớ nhà, quê hương của chị trùng khế chua lắm, không ngọt như mọi người nghĩ đâu. Chị muốn về đốt nhang cho ba thôi, nhưng không được về. Bây giờ về quê người ta cười vào mặt chị, ở dưới quê coi chị như tệ nạn xã hội vậy, giờ người ta nghe đến tên chị người ta sợ lắm. Sau khi nam em công khai chuyện tình cảm, đời tư chồng sắp cưới của hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long trở thành đề tài thu hút sự bàn tán. Trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những thông tin nửa kia của nam em từng có hai vợ, ba con và quá khứ ồn ào. Giữa làn sóng dư luận, người đẹp liên tục có động thái cứng rắn để bảo vệ chồng sắp cưới. Cô từng đăng đàn: "Nếu không có anh thì ngày hôm nay sẽ không có tin nam em lấy chồng có quá khứ không đẹp mà sẽ là tin tiêu cực khác. Tôi nói tôi kiệt sức rồi, không một ai tin, không một ai lắng nghe, chỉ có một mình anh ấy hiểu và gánh vác hết tất cả những áp lực của tôi. Vậy xin hỏi sao anh ấy không xứng đáng làm chồng tôi, xin hỏi công bằng ở đâu?" Sau khi lên tiếng xin lỗi, nam em lại lần nữa gây ồn ào khi nhắc đến tên Bạch Công Khanh trên sóng livestream với lời lẽ khá nặng nề. Cũng vì thế cô lại vướng vào nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người tiếc nuối khi nhìn lại loạt ảnh nam em trước đây, thời điểm cô vẫn tỏa sáng tại các cuộc thi nhan sắc, chưa bị nhắc kèm với loạt drama như hiện tại. Ngoài ra, những ngày gần đây, thông tin nam em nợ số tiền 4 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nguồn cơn xuất phát từ việc người đẹp thường xuyên livestream và tiết lộ nợ mẹ nuôi 4 tỷ đồng, phải nỗ lực chạy show để kiếm tiền trả nợ, cô nói. "Tôi đã cố gắng rất nhiều, bươn chải để sống cuộc đời ý nghĩa. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải vui vẻ nhưng lại không tìm được niềm vui. Tôi đang đối mặt với nhiều áp lực từ việc nợ nần. Tôi cố gắng hát để kiếm tiền trả nợ nhưng cuối cùng lại đâm đầu vào nhiều vấn đề khác." Trao đổi với Thanh Niên, người đại diện của nam em giải thích số tiền 4 tỷ đồng mà người đẹp nhắc đến là khoản tiền một fan mà cô nhận làm mẹ nuôi tự nguyện cho. Sau này mối quan hệ giữa người đẹp 28 tuổi và mẹ nuôi không còn tốt đẹp. Dù người này không đòi lại tiền nhưng nam em vẫn muốn trả và đang tìm cách gửi lại dần. Đại diện nam em phân trần rằng cô chỉ đi hát, không sản xuất phim hay kinh doanh để thua lỗ nên sẽ không mắc khoản nợ lớn đến vậy. Thời gian qua, nam em thường xuyên livestream trò chuyện với người hâm mộ trên kênh TikTok cá nhân. Điều khiến nhiều người chú ý là người đẹp gốc Tiền Giang thể hiện những dấu hiệu bất thường, có lúc khóc lóc, khi lại chửi bới, rồi lại năn nỉ dân mạng tha cho mình. Điều này khiến tên tuổi và những chia sẻ của cô trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Nhắc về vấn đề nợ nần, nam em tâm sự: "Tôi hứa là tôi sẽ trả, dù đó là tiền cho nhưng tôi vẫn trả. Tôi biết nợ tiền là cái nợ rất dễ trả, chỉ có nợ tình cảm mới khó trả. Nếu thật sự để trả số tiền đó thì tôi rất vui vẻ, hoan hỉ kiếm tiền rồi trả." Trong một livestream gần đây, nam em tâm sự bản thân đang gặp vấn đề tâm lý, phải uống thuốc để điều trị bệnh. Người đẹp sinh năm 1996 tiết lộ những lần cô xuất hiện chỉn chu, tạo vẻ ngoài đẹp đẽ chỉ để được vui vẻ khi gặp người hâm mộ. Thực tế cô không dư giả, nhiều tiền như khán giả tưởng. Có lúc nam em chia sẻ không còn muốn làm nghệ sĩ vì chịu áp lực quá lớn từ dư luận. Nhưng khi khác cô lại mong khán giả yêu thương để có thể tiếp tục đi hát. Thậm chí người đẹp còn bày tỏ muốn livestream để bán hàng, bán quần áo kiếm thêm thu nhập và tiếp tục cuộc sống. Trước đó, câu chuyện nam em thông báo sắp kết hôn và công khai danh tính chồng sắp cưới đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới truyền thông. Tưởng rằng người đẹp đã tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều sóng gió tình cảm trong quá khứ. Nhưng không ngờ lần này cô tiếp tục vướng vào một vụ ồn ào nữa. Giữa năm 2023, nam em chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô đã tìm được một nửa của mình và còn nghiêm túc gọi là chồng, nhưng xin phép khán giả giữ bí mật về danh tính người đó để bảo vệ hạnh phúc riêng. Tháng 11 năm 2023, nam em khoe hình ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út, làm rộ lên nghi vấn người đẹp đã nhận lời cầu hôn, chuẩn bị lên xe hoa. Và sau đó không lâu, người đàn ông bí mật của nam em chính thức lộ diện, cả hai xác nhận sẽ làm lễ đính hôn vào tháng 1 năm 2024. Lần đầu xuất hiện công khai trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, vào ngày 25 tháng 11, nam em và chồng sắp cưới nắm chặt tay dành cho nhau những cử chỉ ân cần và chia sẻ về câu chuyện tình yêu lãng mạn. Được biết, chồng sắp cưới của nam em đang làm kinh doanh trong lĩnh vực phong thủy, cả hai hẹn hò được 6 tháng trước khi chính thức công khai. Sóng gió một lần nữa ập đến với nam em khi ngay sau đó chồng sắp cưới của cô bị dân mạng bóc phốt có quá khứ không đẹp.
nhiều người tố anh từng có 2 đời vợ và 3 người con, làm kinh doanh nhưng lừa đảo tiền của khách và hiện đang thiếu nợ nhiều nơi. Cộng đồng mạng đã dấy lên làn sóng ý kiến, đòi giải cứu nam em bởi cho rằng người đàn ông này không xứng với cô. Giữa lúc chồng sắp cưới vướng lùm xùm, nam em lập tức có động thái bảo vệ. Cô khẳng định, có thể các bạn chỉ nghe và nhìn thấy những lời đồn vô căn cứ ở trên mạng xã hội bằng những tài khoản ảo. Và mọi người đủ chắc chắn là bạn của tôi như cách mà mọi người đang tự vẽ ra. Còn bản thân tôi là người trong cuộc, tôi hiểu rõ nhất. Chồng sắp cưới của người đẹp cũng tự tin tuyên bố sẽ bảo vệ cô qua sóng gió dư luận và còn tự tin nói rằng quá khứ anh là giấy nháp để hiện tại và tương lai là vở sạch chữ đẹp để cùng em viết những câu chuyện ý nghĩa. Sau đó, nam em liên tục có những phát ngôn gay gắt hướng đến cư dân mạng để bênh vực anh. Sóng gió những lần trước chỉ có một mình em vượt qua, lần này thì khác, chúng ta có nhau. Cho dù họ có dìm mình tới chết thì em cũng thấy đây là một cái chết đẹp, vì ít nhất chúng ta không làm gì sai với đời. Có chắc là quá khứ của mình sạch sẽ không mà lôi quá khứ người khác ra giày vò. Rồi người ta lôi quá khứ của mình ra hỏi sao xui nha, nhân quả tới sớm lắm. Vào tối muộn 27 tháng 11, nam em bất ngờ đăng đàn gây chú ý. Nếu không có anh thì ngày hôm nay sẽ không có tin nam em lấy chồng có quá khứ không đẹp mà sẽ là tin tiêu cực khác. Tôi nói tôi kiệt sức rồi, không một ai tin, không một ai lắng nghe, chỉ có một mình anh ấy hiểu và gánh vác hết tất cả những áp lực của tôi. Vậy xin hỏi sao anh ấy không xứng đáng làm chồng tôi, xin hỏi công bằng ở đâu? Nam em biến mất, chồng sắp cưới hốt hoảng cầu cứu và cái kết gây ngao ngán. Sáng 28 tháng 11, chồng sắp cưới của nam em bất ngờ lên cầu cứu. Vì không thể liên lạc, cũng không tìm thấy cô. Sau đó không lâu, anh lại cập nhật trạng thái. Chúng tôi đang theo chiều gió của xã hội mạng, chúng tôi đang chơi cuộc chơi riêng. Cũng lúc này, trang cá nhân của nam em thay đổi trạng thái thành độc thân, đồng thời gỡ bỏ các bài đăng liên quan đến chồng sắp cưới trên trang cá nhân. Những động thái ông nói gà, bà nói vịt của cặp đôi khiến cộng đồng mạng tỏ ra khó hiểu và ngao ngán. Sau một ngày gây náo động, nam em mới xuất hiện trở lại. Cô giải thích mình và chị gái vào rừng thay đổi không khí. Chuyện gỡ bài đăng về chồng sắp cưới là do bị dân mạng vùi dập quá, nên từ nay về sau sẽ không công khai thêm. Nam em cũng mong mọi người bỏ qua khi chồng sắp cưới của cô bị cuốn theo câu chuyện drama này quá, nên không giữ được bình tĩnh. Sáng 29 tháng 11, nam em tiếp tục cho biết chồng sắp cưới đã từ bỏ việc sử dụng mạng xã hội. Còn về phía cô, nếu khán giả không còn muốn nghe mình hát, thì nam em sẽ về quê nuôi cá và trồng rau, sống cuộc đời bình dị.